Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, mối quan hệ Mỹ-Trung từ trước đến nay chưa bao giờ tốt đẹp, nhất là mấy năm gần đây. Tình cảm của ông lớn này ngày càng xuống dốc không phanh. Sự đối đầu giữa các cường quốc không chỉ nóng bỏng trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, mà còn nóng trong quan hệ ngoại giao với các nước khác trên thế giới, đặc biệt là mối quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Từ khi Mỹ chuyển hướng và đề cao vai trò của các nước trong khu vực này, trong đó có Việt Nam, thì Bắc Kinh cũng đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai đi tìm cách cân bằng quyền lực. Thế mới có chuyện khi nghe tin Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có chuyến thăm Việt Nam kèm theo nhiều món quà ý nghĩa giúp người dân Việt Nam trong dịch bệnh, thì Bắc Kinh cũng đã nhanh chóng đi trước một bước, điều ngay đại sứ sang Việt Nam và có những hành động khiến người ta không khỏi nghi ngờ và ái ngại. Vậy thực tế thì Trung Quốc đã làm gì? Mục đích của Bắc Kinh trong chiến lược ngoại giao này là gì? Tại sao lại chọn đúng thời điểm lãnh đạo Hoa Kỳ sang Việt Nam để làm điều đó? Các bạn hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu qua video này nhé! Bạn thân mến, đúng 22 giờ 35 phút đêm ngày 24 tháng 8, không lực số 2 của Mỹ đã chở bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến công du đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ tại Việt Nam. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ ngoại giao Việt Nam với Mỹ. Không những thế, nhân chuyến thăm, Phó Tổng thống Mỹ đã mang theo rất nhiều thịnh tình, mong muốn hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam trên tất cả các mặt trận, trong đó quan trọng nhất Hoa Kỳ muốn xuống một tay giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành. Trong các cuộc song phương với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ cho một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Nhận thấy thiệt hại nghiêm trọng mà COVID-19 đã gây ra đối với Việt Nam, Phó Tổng thống Hoa Kỳ thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ tài trợ thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine đến Việt Nam, nâng tổng số vaccine của chúng tôi cho Việt Nam lên 6 triệu liều. 1 triệu liều lần này sẽ ngay lập tức được chuyển đến Việt Nam trong vòng 24 giờ. Trước đó, thông qua đạo luật kế hoạch cứu hộ Hoa Kỳ và các nguồn hỗ trợ khẩn cấp khác, tổ chức UNICEF và CDC đã hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với COVID-19 với 23 triệu đô la, nâng tổng nguồn hỗ trợ cho Việt Nam cho đến thời điểm này là 44 triệu đô la. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cam kết cung cấp 77 tủ đông lạnh vaccine ở nhiệt độ cực thấp để hỗ trợ nỗ lực phân phối vaccine ở tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam. Các tủ đông này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu bảo quản vaccine khắc nghiệt nhất, nâng cao đáng kể mạng lưới phân phối vaccine quốc gia của Việt Nam. Ngoài các phần quà, hoạt động hỗ trợ về y tế cho Việt Nam phòng dịch, thì các chuyến thăm này của bà Kamala Harris còn có thêm nhiều hoạt động thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó lâu dài với Việt Nam. Nhân dịp này, Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tham dự lễ khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ CDC tại Hà Nội. Nói về việc đặt văn phòng CDC khu vực tại Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ cho biết Mỹ muốn giúp Việt Nam tăng cường sự chuẩn bị để đối phó với những thách thức về y tế trong tương lai. Những ưu tiên dành cho văn phòng khu vực mới này bao gồm xây dựng lực lượng y tế công cộng cho tương lai, mở rộng đào tạo, học tập huấn cho các cơ sở xét nghiệm y tế công cộng trong khu vực, phát triển các chương trình sáng tạo nhằm cải thiện sức khỏe cho các nhóm dân số lưu động và di cư, đảm bảo công tác phối hợp đồng bộ ứng phó trước các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng thông qua mạng lưới các trung tâm điều hành ứng phó khẩn cấp và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các bệnh truyền nhiễm mới nổi và có nguồn gốc từ động vật. Chưa dừng lại ở đó, chiều ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ đã tham gia lễ ký thỏa thuận về địa điểm xây dựng tại khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ dự kiến xây dựng tại Hà Nội có tổng ngân sách là 1,2 tỷ đô la Mỹ, quy mô 39.000 m2, trên khu đất có tổng diện tích 3,2 ha. Khu phức hợp sẽ nằm ở giữa không gian thành phố và công viên Cầu Giấy Hà Nội với thiết kế tòa nhà được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long. Theo Đại sứ quán Mỹ, kiến trúc này sẽ thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Trong khi đó, thiết kế cảnh quan của khu phức hợp trên được lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo như địa hình của đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng. Đây sẽ là một không gian đô thị hiện đại, thể hiện văn hóa và sức sống của thành phố. Trụ sở Đại sứ quán mới sẽ đảm bảo rằng, cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Hà Nội có vị trí thuận lợi để hỗ trợ và trở thành biểu tượng của sự hợp tác, tình hữu nghị và phát triển trong nhiều năm tới.
Đại sứ quán Mỹ cho biết dự án đang trong quá trình thiết kế và lễ động thổ sẽ diễn ra vào thời gian phù hợp trong tương lai. Các chuyên gia từ vụ điều hành các trụ sở ở nước ngoài OPO của Mỹ chịu trách nhiệm giám sát, lựa chọn địa điểm thiết kế, xây dựng, di chuyển và quản lý các cơ sở với đại sứ quán. Các bạn thân mến, rõ ràng tất cả những hoạt động ngoại giao của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong thời gian thăm Việt Nam đều thể hiện được mục tiêu muốn thắt chặt mối quan hệ trước mắt và lâu dài đối với Việt Nam. Mặc dù trước đó Việt-Mỹ từng có mối quan hệ thâm thù không dễ bỏ qua, nhưng sau chiến tranh, bằng sự nỗ lực của hai phía, mối quan hệ đã được dần cải thiện, thân bạn bớt thù, đó là phương châm của Việt Nam. Tuy nhiên, những động thái này đã khiến Bắc Kinh không vui chút nào, nếu không muốn nói là hết sức quan ngại và lo lắng. Vì sao? Vì Việt Nam càng thân với Mỹ bao nhiêu thì sẽ càng xa lánh Trung Quốc bấy nhiêu. Việt Nam càng thân Mỹ thì Mỹ sẽ càng đến gần được với Trung Quốc hơn. Phải giáp lá cà với Mỹ là điều Bắc Kinh không hề muốn. Trong thời điểm sức mạnh của Bắc Kinh chưa thể vượt qua được Mỹ, chính vì vậy, chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống Việt Nam, Bắc Kinh đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc có cuộc gặp mặt bất thường với lãnh đạo Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp gỡ này, Đại sứ Hùng Ba khẳng định Đảng và Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường sự tin cậy về chính trị. Trước hết, thông qua cuộc tiếp xúc cấp cao này, vị Đại sứ của Trung Quốc còn hứa hẹn Trung Quốc sẵn sàng xem xét sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine COVID-19 lần này cho Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, đại sứ Trung Quốc còn khẳng định thêm về kinh tế và thương mại, Trung Quốc không theo đuổi việc xuất siêu với Việt Nam và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để xử lý các vướng mắc trong việc xuất nhập khẩu, xem xét mở cửa thị trường đối với hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam và sớm hoàn tất một số dự án hợp tác trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Nói về vấn đề Biển Đông, vị đại sứ Trung Quốc khẳng định mong muốn cùng Việt Nam kiểm soát tốt các bất đồng và xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển theo nhận thức chung cấp cao và bằng phương pháp hòa bình, toàn là những lời hứa hẹn đầy màu mè và có cánh phải không các bạn? Nghe đến đây, hẳn các bạn đã thấy có cái gì đó sai sai phải không ạ? Không nói về việc viện trợ vaccine, các vấn đề về kinh tế, giao thông và đặc biệt là vấn đề Biển Đông, đáng lẽ ra không phải đợi đến bây giờ Bắc Kinh mới cần phải có lời ngon ngọt với Việt Nam. Bắc Kinh đã làm điều này chỉ trước khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ sang Việt Nam vài giờ, chứng tỏ là Bắc Kinh đang khá là hoang mang và lo lắng việc mình sẽ bị lu mờ trước sức mạnh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự lo lắng của Trung Quốc là thừa, bởi lẽ chính sách ngoại giao của Việt Nam chưa bao giờ bị bịt mắt những lợi ích về kinh tế hay chính trị nào khác. Từ trước đến nay, chính phủ Việt Nam luôn kiên định chính sách ngoại giao trung lập, không can thiệp vào mâu thuẫn của các cường quốc trên thế giới. Đối với các nước, Việt Nam luôn giữ mối giao ban là bạn, là đối tác, nên không bao giờ có chuyện Việt Nam nghiêng về phía Mỹ chống Trung Quốc hay ngược lại. Chính vì vậy, cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, động lực, góp phần tích cực và nền hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Trên cơ sở đó, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu. Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế của nhau. Tương tự thì tại cuộc gặp gỡ với Đại sứ quán Trung Quốc Hùng Ba, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước kia, riêng về vấn đề trên Biển Đông. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực duy trì hòa bình ổn định, xử lý ổn thỏa bất đồng trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nỗ lực cùng ASEAN thực hiện đầy đủ nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC hiệu quả thực chất. Các bạn thân mến, rõ ràng, trong bối cảnh các mối quan hệ giữa các cường quốc trên thế giới hiện nay đang hết sức phức tạp, thì đường lối ngoại giao của chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ sự ưu việt và đúng đắn. Chính vì vậy, Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng của các nước trên thế giới, đồng thời các quốc gia cũng không làm gì để bắt bẻ Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!